Cái phần dạy của em nó sẽ hơi bị ngắn một chút, nó cũng không được đầy đủ theo đúng như chuẩn giáo án, mong mọi người thông cảm. Đây cũng là lần đầu tiên mà dạy chung với tất cả bậc tiền bối, đều có kinh nghiệm trong nghề nên là bọn em cũng có hơi run một chút và bị rắc rối theo chủ trạng trong vấn đề, mong mọi người thông cảm. Và sau đây thì xin mọi người đóng góp ý kiến cho nhóm em không ạ? Có anh chị nào muốn góp ý cho nhóm em không ạ? Mình ơi, có là anh kia, có lần lúc đầu không thấy giới thiệu dạy cho lớp mấy. Anh không biết cái từ vựng thì cho cái nhóm nào, cái thấy mấy cái từ vựng. Dạy thì được được không? Nhưng nãy cũng có giấy tay quên giấy tay không dạ? Rồi, đây có máy ký nào đúng hả? Đó mà các bạn ý ký được không hả? Cái nào? Các mình có ai đóng góp ý kiến cho nhóm em không ạ? Cứ đóng góp đi hả? Để tụi em cải thiện hơn hả? Chị. Rồi chị có một số nhận xét khác. Thứ nhất đó là lớp sôi động, phân bố tốt để phân công từng người. Thứ nhất là tinh thần nhóm rất là tốt. Thứ hai là giọng của bạn to, được học trò. Nhưng mà bên cạnh cái giọng to đó thì cái ngữ điệu lên xuống của mình hơi điều điều một tí. Rồi với lại cái thiết bị bên em mình chuẩn bị tốt, nhưng mà cái hình ở trên đó thì mình chỉ chiếu lên thôi, chứ mình thấy mình không có công dụng nhiều, chưa có sử dụng nhiều. Rồi thứ hai nữa là nói về cái nữa là khi mà mấy bạn giải từ á, thì lúc đầu mấy bạn cho đọc qua một lần thì nên cho nó đọc nhiều hơn, sau đó mình hãy chơi như vậy. Rồi bắt đầu sau đó nữa thì mình sẽ cho từng bạn đọc hoặc là từng nhóm đọc, phát hiện ra người nào có sai để mình sửa cho nó tốt hơn. Cũng chị nhìn nhé, thật ra thì lớp thuyết trình em chỉ có 10 phút thôi, cũng không có... Cô kêu 5 đến 10 phút mà cô? Cô chỉ cho 15 phút. Khoảng đó, nhưng mà cô cho các bạn hoàn toàn công chức đó. Coi nhưng mà ai nó đúng là tạm dừng cho anh.